Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ngày 10 tháng 7 năm 1910, ngày 10 tháng 7 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910 tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tốt nghiệp ngành luật tại Pháp. Ông đã về nước tham gia các phong trào yêu nước và tham gia kháng chiến. Sau khi miền Nam giải phóng, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, đã được Đảng và Nhà nước tặng huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương huy chương cao quý khác. Trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.